lãnh đạo chính quyền do Nga bổ nhiệm ở vùng Luhansk của Ukraine, ông Leonid Pasechnik, ngày 20 tháng 5 tố cáo Kiev đã sử dụng phi đạn do Pháp cung cấp trong một cuộc tấn công gần thành phố Luhansk. Ông Pasechnik đã đăng tải các đoạn video cho thấy hậu quả của vụ tấn công phi đạn được cho là của Ukraine tại một khu định cư gần Luhansk. Viết trên kênh Telegram, ông Pasechnik tuyên bố rằng phi đạn hành trình Scalp-EG do Pháp cung cấp đã được sử dụng trong cuộc tấn công đó, gây hư hại cho một số tòa nhà dân cư và xe cộ. Ông không đề cập đến bất kỳ trường hợp tử vong hoặc thương tích nào. Video và một bức ảnh do ông Pasechnik đăng tải cho thấy số hiệu của nhà máy và dấu hiệu trên một mảnh tình nghi của phi đạn có dòng chữ bằng tiếng Pháp, bao gồm cả từ Pháp. Reuters không thể kiểm chứng độc lập các tuyên bố của ông Pasechnik. Kiev không bình luận về cáo buộc này. Luhansk là một trong bốn khu vực của Ukraine mà Nga chiếm đóng một phần và tuyên bố là của họ vào năm 2022 trong một động thái bị Ukraine và hầu hết các nước tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lên án là bất hợp pháp. Israel có ý định mở rộng chiến dịch quân sự ở Rafah. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm 20 tháng 5 nói với ông Jake Sullivan, phụ tá cấp cao của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một cuộc họp ở Tel Aviv. Israel mô tả Rafah, nơi tiếp giáp biên giới dải Gaza với Sinai của Ai Cập, là thành trì cuối cùng của nhóm Hồi giáo Hamas. Israel tin rằng Hamas đang giam cầm hàng chục con tin ở đó, những người bị Hamas bắt về Gaza trong cuộc đột kích xuyên biên giới vào miền Nam Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023. Một tuyên bố từ văn phòng của ông Galan dẫn lời ông nói với ông Sullivan rằng, xin trích, chúng tôi cam kết mở rộng hoạt động trên bộ ở Rafah cho đến khi chấm dứt việc tiêu diệt Hamas và giải cứu các con tin. Hết trích. Chính quyền Hoa Kỳ đã cảnh báo chớ có mở chiến dịch quân sự lớn ở thành phố Rafah, phía Nam Gaza vì có thể gây ra thương vong hàng loạt cho dân thường. Chưa có bình luận tức thời của Hoa Kỳ về tuyên bố của ông Galan. Hôm 19 tháng 5, Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc Sullivan đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận về cuộc chiến ở Gaza và thuyết trình cho ông về các cuộc gặp với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman, một tuyên bố của Mỹ cho biết. Cũng liên quan tới cuộc chiến ở Gaza, Văn phòng Công tố Tòa án Hình sự Quốc tế ICC ngày 20 tháng 5 loan báo đã yêu cầu bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng của Israel và ba lãnh đạo Hamas với cáo buộc tội ác chiến tranh. Văn phòng Công tố viên Karim Khan cho hay họ tình nghi cả 5 người này, ông Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và các lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar, Mohammed al-Masri và Ismail Haniyeh, chịu trách nhiệm hình sự với các cáo buộc tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại ở Israel hoặc dải Gaza. Israel đã phủ nhận việc phạm tội chiến tranh trong cuộc chiến ở Gaza, vốn được khơi mào bởi cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023. Một quan chức cấp cao của Hamas nói với Reuters rằng quyết định của ICC đánh đồng nạn nhân với kẻ hành quyết. Sẽ tùy thuộc vào các thẩm phán để xác định liệu có đủ bằng chứng để ban chặn bắt 5 người vừa kể hay không. Các nhân viên cứu hộ ngày 20 tháng 5 nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân thương vong tại một khu phố ở Jabalia của Gaza sau cuộc tấn công của Israel khiến một số người thiệt mạng và bị thương, người dân và một số thành viên của đội dân phòng cho biết. Ông Ahmed Al-Kaklot, một nhân viên cứu hộ tại hiện trường cho biết những nỗ lực đang được thực hiện để tìm kiếm những người chết và bị thương bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Một thi thể được đưa ra khỏi tòa nhà bị phá hủy, những người bị thương được đưa đi trên cáng. Israel đã thực hiện một nỗ lực mới ở trung tâm Gaza ngày 20 tháng 5, bắn phá các thị trấn ở phía bắc dải Gaza và cho biết họ đang có ý định mở rộng hoạt động quân sự ở Rafah, bất chấp cảnh báo của Mỹ về nguy cơ thương vong hàng loạt ở thành phố phía nam này. Giao tranh đã diễn ra ác liệt ở Jabalia, trại tị nạn lớn nhất trong số 8 trại tị nạn lịch sử ở Gaza trong khoảng 10 ngày. Người dân cho biết các trận chiến đang diễn ra ở trung tâm trại và trong những con hẻm chật hẹp mà trước đây lực lượng Israel chưa từng tiến vào. Các cảnh vũ trang của Hamas và nhóm đồng minh Hồi giáo Jihad cho biết các chiến binh của họ đã bắn rocket chống tăng và súng cối vào lực lượng Israel hoạt động trên khắp Gaza, bao gồm cả Rafah. Theo Bộ Y tế của Gaza, ít nhất 35.000 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Gaza. Đồng thời, các cơ quan viện trợ cũng cảnh báo về nạn đói lan rộng, cũng như tình trạng thiếu nhiên liệu và vật tư y tế trầm trọng. Cuộc chiến được khơi mào từ cuộc đột kích đẫm máu hôm 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas vào miền Nam Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng
và hơn 250 người bị bắt làm con tin, theo thống kê của Israel. Khoảng 125 con tin được cho là vẫn còn đang bị Hamas giam giữ ở Gaza. Quân đội Israel cho biết hơn 280 binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh kể từ cuộc tấn công trên bộ đầu tiên vào Gaza ngày 20 tháng 10 năm 2023. Các thành viên của phe đối lập Iran đang sinh sống tại Đức hôm 20 tháng 5 tụ tập bên ngoài tòa đại sứ Iran ở Berlin ăn mừng sau cái chết của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Hàng chục thành viên của Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Iran NCRI đã tập trung tại tòa đại sứ Iran sau khi có tin tức xác nhận rằng ông Raisi và Ngoại trưởng Iran đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng. Họ cầm những biểu ngữ có hình khuôn mặt gạch chéo của ông Raisi và những tấm biển in những bàn tay vấy máu của ông trong vụ thảm sát tù nhân chính trị năm 1988 ở Iran. Người biểu tình của hôm nay là ngày hạnh phúc. Ông Raisi, một người có đường lối cứng rắn từ lâu được coi là người kế nhiệm tiềm năng của lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, đã bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng ở một khu vực có địa hình đồi núi gần biên giới Azerbaijan. Các quan chức và truyền thông nhà nước cho biết ngày 20 tháng 5. Trên chiếc trực thăng lâm nạn còn có Ngoại trưởng Hossein Amira Bodalahian cùng 6 hành khách và phi đoàn khác, tất cả đều thiệt mạng. Hôm 19 tháng 5, một nhóm người vẫy cờ ca hát và nhảy múa bên ngoài đại sứ Iran ở London để ăn mừng cái chết của Tổng thống Raisi. Nhiều người vẫy quốc kỳ sư tử và mặt trời trước năm 1979 của Iran, biểu tượng của quốc gia này trước khi cuộc cách mạng đưa người Hồi giáo lên nắm quyền. Một người đàn ông vừa nhảy múa trên đường phố, vừa vẫy cờ Israel. Ông Raisi, 63 tuổi, được bầu làm Tổng thống Iran vào năm 2021 và kể từ khi nhậm chức đã ra lệnh thắt chặt luật đạo đức, giám sát một cuộc đàn áp đẫm máu các cuộc biểu tình chống chính phủ và thúc đẩy mạnh mẽ các cuộc đàm phán hạt nhân với các cường quốc thế giới. Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã tuyên bố 5 ngày quốc tang và Phó Tổng thống thứ nhất Mohammed Mokber có tối đa là 50 ngày để tổ chức bầu cử. Đài Loan và Hoa Kỳ cam kết duy trì hợp tác về an ninh, thương mại và công nghệ giữa lúc tân chính quyền Đài Loan lên nhậm chức hôm 20 tháng 5. Vài giờ sau lễ tuyên thệ nhậm chức, tân Tổng thống Lại Thành Đức, người chính thức thay thế bà Thái Anh Văn sau khi giữ chức Phó Tổng thống Đài Loan trong 4 năm, đã gặp phái đoàn Hoa Kỳ do Tổng thống Joe Biden phải đến thăm. Trong bài phát biểu, ông Lại nói ông hy vọng sẽ nâng cao mối quan hệ Mỹ-Đài Loan vững chắc bằng sự hợp tác song phương nhiều hơn. Cựu cố vấn kinh tế Tòa Bạch Ốc Brian Deese nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ trong việc phát triển và làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa đôi bên. Ông Deese nói, xin trích, mối quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Đài Loan đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hết trích, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chúc mừng tân Tổng thống Đài Loan và nói rằng Hoa Kỳ mong muốn được làm việc với ông. Ông nói, xin trích, để thúc đẩy các lợi ích và giá trị chung của chúng ta, làm sâu sắc thêm mối quan hệ không chính thức lâu đời của chúng ta, và duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Hết trích.